Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 1. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại quân khu. Kiểm tra nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng chính quy trường quân sự tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu hiệu quả. Thưa quý vị và các đồng chí, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa đến thăm, làm việc và chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1. Dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn quân khu. Theo báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2019 và thời gian tiếp theo, quân khu sẽ chú trọng thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang quân khu có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập cho các đối tượng. Tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chỉ đạo các địa phương, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo các đơn vị tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến, tập trung nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật ở các cấp, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, làm tốt công tác vận động quần chúng, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1 thay cho Trung tướng Trần Hồng Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ngành tăng thiết giáp Quân khu 1 vừa tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội tăng thiết giáp, mùng 5 tháng 10 1959, mùng 5 tháng 10 2019. Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu dự và phát biểu chúc mừng. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội tăng thiết giáp. Từ trận đầu ra quân thắng lợi, Tà Mây, Làng Vây, Bộ đội tăng thiết giáp đã có mặt ở trên các chiến trường, tham gia hầu hết các chiến dịch lớn từ Khe Sanh, Đường Chín Nam Lào, Đông Hà, Quảng Trị đến giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Với những thành tích xuất sắc trong 60 năm qua, Bộ đội tăng thiết giáp vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đến nay, đã có 44 lượt tập thể và 15 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đoàn công tác quân khu 1 do Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng chính quy trường quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Bắc Giang, Bắc Cạn và Cao Bằng. Nội dung kiểm tra gồm duy trì chào cờ, duyệt đội ngũ cấp trường, huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, kiểm tra thực thể, kiểm tra nhận thức chính trị, nhận thức giáo dục, đào tạo, kiểm tra tài chính, hậu cần kỹ thuật và hệ thống sổ sách các ngành. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, nhưng cán bộ giáo viên các nhà trường đã có nhiều cố gắng. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Chế độ nề nếp chính quy được thực hiện nghiêm, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật luôn được giữ vững. Đoàn công tác yêu cầu các nhà trường chú trọng bồi dưỡng, huấn luyện tại chức cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của nhà trường, nhất là đội ngũ giáo viên, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Quân khu 1 vừa trao tặng nhà đồng đội cho trung úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Đăng Cường, thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Hiện đang công tác tại Trung đoàn 833, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 80m2, tổng kinh phí xây dựng trên 550 triệu đồng. Trong đó 80 triệu đồng được trích từ quỹ đồng đội của Bộ Quốc phòng, số còn lại do người thân bạn bè, nhân dân địa phương hỗ trợ.
Ngôi nhà được đưa vào sử dụng nhân dịp tháng hành động vì người nghèo năm 2019 đã giúp cho gia đình đồng chí Hoàng Đăng Cường có nơi ở khang trang, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện tình tương thân tương ái, sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương đối với gia đình đồng chí Cường nói riêng và công tác chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn nói chung. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, Ban Chỉ đạo 50 Quân khu 1 đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc vận động 50 trong lực lượng vũ trang quân khu. Hiệu quả thực hiện cuộc vận động đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 đã được triển khai rộng khắp trong toàn quân khu và thu được kết quả thiết thực. Nhận thức sâu sắc vị trí ý nghĩa của cuộc vận động 50, cấp ủy chỉ huy các cấp, các ngành, các đơn vị trong toàn quân khu đã lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Từ Ban Chỉ đạo 50 quân khu đến các đơn vị cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Các cơ quan kỹ thuật các cấp đã chủ động làm tốt vai trò thường trực giúp Ban Chỉ đạo, cấp ủy cùng cấp trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc tổ chức thực hiện cuộc vận động. Công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc vận động được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu, yêu cầu cuộc vận động 50. Đặc biệt, quân khu đã gắn các mục tiêu, chỉ tiêu của cuộc vận động 50 với việc thực hiện nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, cơ quan quân sự các địa phương gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua của đơn vị địa phương, qua đó tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ. Trên cương vị là thủ kho vật tư quân khí, bản thân luôn chấp hành và thực hiện nghiêm nội dung của cuộc vận động 50, thực hiện tốt mục tiêu của cuộc vận động, nắm chắc, quản lý chắc về số lượng, chất lượng, chủng loại vũ khí trang bị được phân công quản lý thông qua hệ thống sổ sách mẫu biểu quản lý của ngành, duy trì thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, đúng quy trình không để vũ khí trang bị kỹ thuật xuống cấp trước niên hạn. Trên cơ sở nội dung của cuộc vận động, những năm qua, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang quân khu đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tổ chức triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của các đơn vị có chuyển biến tích cực, nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng nâng cao hệ số kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp của vũ khí trang bị kỹ thuật, cũng như đảm bảo đồng bộ, cải tiến, nâng cấp vũ khí trang bị, vươn lên làm chủ công nghệ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Cùng với đó, cuộc vận động đã thúc đẩy các đơn vị đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm giải quyết những yêu cầu cấp bách trong quản lý, khai thác, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của vũ khí trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu và diễn tập, sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm lề lếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, kịp thời khắc phục các hỏng hóc phát sinh. Trong công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, hệ thống kế hoạch, sổ sách, biểu mẫu đăng ký thống kê được quy chuẩn thống nhất ở từng cấp, ngày càng nền nếp. Các đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chặt chẽ cơ sở, đảm bảo kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Hàng năm, quân khu thực hiện tốt chế độ kiểm kê, điểm nghiệm để nắm chắc thực trạng của vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở đảm bảo kỹ thuật. Từ đó, tiến hành xây dựng kế hoạch sử dụng, bảo quản, sửa chữa, niêm cất, phân nhóm và tổ chức điều chỉnh, thu gom, dồn dịch, điều chuyển vũ khí trang bị kỹ thuật cho phù hợp với nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời xây dựng phương án đảm bảo kỹ thuật sát với tình hình thực tế. Hàng năm, quân khu tổ chức huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng tại đơn vị với những nội dung sát thực tế, chú trọng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, lái xe, thợ vận hành, thợ sửa chữa. Trong quá trình bồi dưỡng, chú trọng rèn luyện cho người học không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ mà còn có lương tâm, trách nhiệm, đạo đức, nghề nghiệp trong sáng. Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, 100% đơn vị trực thuộc quân khu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và phát động thi đua sôi nổi, đạt chất lượng cao, chỉ đạo các đơn vị làm tốt chế độ chính sách và thực hiện nghiêm chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động. Công tác đảm bảo an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu. Ban Chỉ đạo 50 các cấp
thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ các quy tắc an toàn trong quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Trước khi đưa ra sử dụng, vũ khí trang bị kỹ thuật đều được kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, nhất là đối với đạn dược, vật liệu nổ. Các đơn vị huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố các kho, trạm kỹ thuật, đảm bảo đều có đủ trang bị phòng chống cháy nổ, chống sét, chống kẻ gian đột nhập. Các cơ sở kỹ thuật đều có các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn kho tàng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và tổ chức luyện tập thường xuyên. Cơ quan kỹ thuật các cấp chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng vành đai an toàn cho kho tàng, trạm xưởng. Hệ thống kho trạm toàn quân khu không xảy ra mất mát, cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, quân khu còn xây dựng quy chế đảm bảo an toàn cho các trang bị công nghệ thông tin, nhất là vấn đề bảo mật đối với các máy tính nối mạng Internet. Ban chỉ đạo 50 của Bộ Chỉ huy đã tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ban hành các quy định duy trì nghiêm túc các chế độ trong quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật, nắm chắc số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ và thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các quy tắc bảo đảm an toàn kho tàng, chú trọng công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác sử dụng có hiệu quả các tính năng của vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng thời tổ chức tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Để hạn chế ngăn ngừa tai nạn giao thông, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật về giao thông của cán bộ, chiến sĩ, viên chức, lao động quốc phòng. Đồng thời, có kế hoạch rà soát, tăng cường kiểm tra đội ngũ lái xe và các phương tiện xe quân sự khi tham gia giao thông, nhất là trong các đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông các dịp lễ Tết. Hàng năm, các cơ quan đơn vị tổ chức hội thi, hội thao kỹ thuật đạt hiệu quả cao. Năm 2019, tổ chức hội thi kỹ thuật cấp quân khu. Qua hội thi đã góp phần củng cố cơ sở kỹ thuật, xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng khang trang, chính quy, sáng xanh sạch đẹp. Trình độ tay nghề đội ngũ thợ được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, quân khu 1 là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Để tạo cái phong trào thi đua sôi nổi thực hiện cuộc vận động, Ban chỉ đạo 50 các cấp đã tích cực tổ chức các hội thi ở cấp mình và tham gia hội thi cấp quân khu, cấp toàn quân. Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị đã gặt hái được rất nhiều những thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi toàn quân. Thông qua các hội thi thì công tác kỹ thuật ở các đơn vị đã được nâng lên rõ rệt. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động 50, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo triển khai thực hiện cuộc vận động toàn diện, đồng bộ và đạt kết quả thiết thực, hoàn thành tốt các mục tiêu của cuộc vận động. Thực hiện cuộc vận động này thì đã làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang quân khu về công tác quản lý sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, góp phần vào khắc phục được những cái hạn chế rồi là tình trạng xuống cấp của vũ khí trang bị kỹ thuật trong cái thời gian vừa qua, đẩy mạnh phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ cái vũ khí trang bị đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thời gian tới ấy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cho đến cấp ủy và chỉ huy các cấp là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác đảm bảo kỹ thuật trong cái tình hình mới, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cuộc vận động. Trên cơ sở đó xác định các cái nội dung có trọng tâm, trọng điểm để đưa các cái nội dung hoạt động của cuộc vận động này có sức lan tỏa sâu rộng ở trong các cơ quan đơn vị. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2019, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 16 tháng 10, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kỹ thuật, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ đối với công tác kỹ thuật trong quân đội nói chung và công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang quân khu 1 nói riêng. Đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chương trình truyền hình Quân khu 1 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.